Lâm Nhật xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Lâm Nhật tham gia chương trình Diêm Vương Sự Án với kịch bản Hí Thần Lồng Quỷ. Lâm Nhật và vai cô Liễu chuyên cúng kiến xem bói lên đồng, nói chung là mê tín dị đoan. Yêu nữ ba đầu sáu tai là hù là khoan, nhanh nhanh mà hiện hình, nếu không đánh cho tuốt xác. Quang khớp con ngựa ô. Trời ơi, còn cả hát luôn. Hy vọng rằng qua cái kịch bản Hí Thần Lồng Quỷ đem đến cho quý vị những tiếng cười sâu cay và ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Lâm Nhật cũng may mắn góp một phần nhỏ bé trong cái công trình nghệ thuật này để phục vụ quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn rất nhiều. Đón xem Diêm Vương Sự Án tập 25 Hí Thần Lộng Quỷ phát sóng lúc 21 giờ thứ năm trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.